Cool.
cuộc đời con nguyện dâng trót cả cho Ngài. Từ đây con thuộc về Chúa, và từ đây Chúa thuộc về Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Đá kia muôn đời đứng vững, con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng trời xiết giao cao, cha là núi đứng làng và nhớ. Cha dõi theo con với cả khối tình nồng, như dòng lệ thấm xuống đại dương. Cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên cha. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con.
Bố ơi, em bố thật bố rồi bố ơi. Lâu quá nha, mười mấy năm rồi đó. Chị em thân mến, giờ đây cộng đoàn chúng ta khởi sự nghi thức tẩm liệt, chúng ta thành khẩn cầu xin Chúa cho ông Phêrô mới qua đời, xin Chúa ban thưởng cho ông Phêrô sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết không phải là chấm dứt tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Đối với những người tin vào Chúa Kitô, sự sống con người chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Cầu xin Chúa cho ông Phêrô được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô ở trong kẻ chết, Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, luôn vinh quang muôn đời của ta. Nếu ta cùng đau lạy Cha, xin đón nhận linh hồn ông Phêrô mà Cha đã đoái thương gọi ra khỏi thế gian này về với Cha. Xin cho linh hồn này thoát khỏi xiềng xích tội lỗi, được an nghỉ trong ánh sáng hạnh phúc muôn đời và được sống lại vinh quang cùng với Đức Kitô là đấng hằng sông và hiên tri muôn đời. Thưa anh chị em, đứng trước thi hài người quá cố, ta hãy lắng nghe lời Chúa để đức tin, đức cậy và lòng mến của ta được nuôi dưỡng và củng cố. Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma: nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Ngài. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin vào ta thì sẽ không phải chết bao giờ. Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho linh hồn ông Phêrô của chúng ta đây. Anh chị em thân mến, cái chết của ông Phêrô đang làm cho chúng ta đau buồn. Ta hãy đến với Cha nhân lành bằng tất cả lòng tin cậy mến của chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha nợ chúng con. Xin cho để chúng con sang trước cám dỗ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ dội. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha, Cha đã biểu lộ tình thương mãnh liệt khi cho Đức Giêsu Kitô con Cha xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết vì chúng con. Giờ đây cậy vào lòng nhân từ và quyền năng Cha, chúng con nài xin cho người anh em tín hữu của chúng con là ông Phêrô được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô, người hằng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Xác bụi trần của người anh em chúng con an nghỉ chờ ngày sống lại trong tình thương của Cha nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Cha, xin Cha đã gọi ông Phêrô ra khỏi thế gian này về với Cha. Xin cho người con của Cha đây được thoát khỏi vòng tội lỗi, được đón nhận vào nước Cha, chung hưởng vinh phúc với các người Cha đã chọn. Từ ngày thân xác phục sinh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chính đây là
Xin cha ban phúc cho những tăng phục này để những người thân trong tam quyến khi mặc vào thì được an ủi, được sự bình an của cha trong tâm hồn, biết biến đau thương quẫn bách thành lời nguyện chân thành tha thiết dâng lên trước tôn nhân uy linh cha, để cha thương xót tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên người quá cố và trên tam quyến. Xin cha cho những người thân trong tam quyến khi mặc tăng phục này để đền ơn đáp nghĩa người đã khuất, được thêm tình yêu thương hiệp nhất gắn bó đồng hộ nhau, để tha thứ cho nhau như Chúa Kitô đã yêu thương và tha thứ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong gian chúng con đã kêu cầu và Chúa đã nghe tiếng con. Mắt con chan Chúa dòng lệ con ngứa. Tiếng cười buồn vui kiếp người, ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như nay kia tìm nguồn suối mát, nhiều chim non tìm tổ nấu nương, con mong tìm về bên Chúa. Tiếng cười buồn vui kiếp người, ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Như hoa kia ngày nào sắc thắm, nhưng hôm nay hoa vội biến tan, thân con tồn tại trong Chúa mà về bên Chúa, hồn con mong về bên Chúa, bước chân đi qua tháng năm vội vàng, có tiếng cười buồn vui kiếp người, ôi cuộc đời còn nhiều nỗi gian nan, nhưng nay con hân hoan đi về với Ngài. Còn nhiều tính toán, nhưng hôm nay bỏ lại thế gian, cho con được về bên Chúa là nguồn vui. Chỉ có Chúa mới là niềm vui đích thực, chỉ có Chúa mới là tình bất tận, chỉ có
rất cao, tình cha như núi trùng khơi sâu thật sâu, lòng cha trầm lắng ôm lấy đời con, một đời chấp chịu hy sinh cha dầm mưa dãi nắng kiếm bát cơm nuôi con, những lúc con đau cha lo âu trăm chiều, nếp chan thêm nhăn tóc đã bạc màu pha những quân gian thù
con này vươn cao như đất mong mưa rào, con mong Chúa dường bao. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh nhiệm màu, lên tới thiên đường nhiệm màu thiệt thà như ánh và kêu xương Chúa ơi, Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn bàn, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lê tôn thờ. Con khấn xin người thương tình, khấn cầu là Chúa hãy dù thương ban muôn ơn. Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiến ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Trong hội Lê Vô của giáo xứ Tân Hòa, xin tới đây hợp ý cùng gia đình để dâng lên Thiên Chúa lời kinh tiếng hát. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của ông Phêrô khi còn sống ở trần gian này, và sớm đưa ông về thiên đàng với Chúa. Đời sống của ông là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người chúng ta và con cháu soi. Vì chính tôi đây đã từng thấy ông khi còn mạnh khỏe, không có ngày nào là ông không đến với thánh lễ ở nhà thờ Tân Hòa. Nhất là buổi sáng sớm 4 giờ rưỡi là ông đã đi tới nhà thờ rồi. Khi tuổi già bệnh tật tới, ông không một mình đi đến nhà thờ được, thì ông cũng đã nhờ người con cháu đưa ông đến nhà thờ để tham dự thánh lễ. Qua đời sống của ông là một đời sống phải nói là rất là thánh thiện. Tuy nhiên ông cũng là con người, đã là con người thì mang tính yếu đuối và mỏng giòn. Vì thế, chắc có đôi lần ông đã xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân. Vì thế giờ đây xin mọi người, và đặc biệt là gia đình nhà Hiếu, hợp ý cùng với chúng tôi để cầu nguyện cho ông, để Chúa thương và sớm đưa ông về thiên đàng. Gia đình cùng tam quyến được tin ông Phêrô Chúa gọi về, kính mừng ông. Và chúng tôi đến đây trước hết tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương đưa linh hồn Phêrô, người thân trong gia đình,
người mà thông gia với chúng tôi về với Chúa. Thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin thân yêu và chia buồn với tất cả quý tang quyến. Và giờ đây thì chúng ta, gia đình của chúng tôi cũng như gia đình của ông Phêrô, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để Chúa thứ tha hết mọi lỗi lầm mà ông Phêrô đã phạm đến Chúa. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan hoài lòng vương trên con đường. Ôi mẹ đất nhân từ, mẹ quên sao được hôm xưa. Lời mẹ ưa khi ở trên nơi kia, lúc mà Chúa sinh thì mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là mẹ chúng con đến sinh Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Nhận được tin Chúa gọi cụ Phêrô về với Chúa, Kinh đoàn Thánh thể Giáo xứ Tân Hòa hiện diện bên linh cữu vụ, trước tiên xin được gửi đến gia đình tang hiếu những lời phân ưu về sự chia ly. Chúa gọi cụ Phêrô về với Chúa. Xin Chúa thương nâng đỡ ủi an tất cả những người trong gia đình tang hiếu. Và thứ hai là cũng đến ở bên linh cữu của cụ, về cụ là thành viên trong Kinh đoàn Thánh thể. Chúng con cũng rất buồn khi Chúa gọi cụ về. Chúng con tin tưởng với đời sống của cụ, với những đức tính của cụ đóng góp cho giáo xứ Tân Hòa cách chung và cách riêng cho Kinh đoàn Thánh thể, tất cả những công việc tốt đẹp của cụ làm, Chúa sẽ sớm ban thưởng hạnh phúc thiên đàng cho cụ. Và dù ở đây, trong thân phận của mỗi người chúng ta đều mang những vết nhơ tội lỗi, cho nên xin cộng đoàn cùng với huynh đoàn chúng con dâng lên Chúa là Cha giàu lòng xót thương những lời kinh, tiếng hát, tâm tình yêu mến của chúng ta thay cho cụ, để xin Chúa sớm thanh tẩy cụ cách trọn vẹn và ban thưởng hạnh phúc nước trời cho cụ. Cộng đoàn thân mến, chúng ta tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa, cậy vào công nghiệp cực thánh qua cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô. Bên linh cữu người thân yêu của chúng ta là cụ Phêrô, chúng ta hãy dâng lên Chúa những tâm tình tha thiết cầu nguyện cho cụ. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy và làm cho tôi tớ của Chúa là cụ Phêrô được trở nên làm con Chúa. Thì giờ đây xin Chúa đoái thương ban cho cụ được vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi sinh thời của cụ Phêrô, Chúa đã yêu thương nuôi dưỡng cụ bằng chính mình và máu thánh Đức Kitô. Thì giờ đây xin Chúa cũng thương cho cụ được dự tiệc trong nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thay lời cho cụ Phêrô, chúng con tạ ơn Chúa. Vì ơn làm người, làm con Chúa, Chúa ban cho cụ
được sống trong gia đình hội thánh, và nay trở về với Chúa cũng được ơn chết lành trong gia đình của hội thánh. Xin Chúa thương tha thứ những yếu đuối mỏng giòn của cụ còn chót phạm, và ban cho cụ được hưởng hạnh phúc trong nước Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái phương ghé mắt nhìn đến cộng đoàn chúng con đang hiện diện nơi đây. Xin nâng đỡ và củng cố đức tin cho chúng con. Xin biến đổi niềm đau thương mất mát của chúng con được trở nên niềm hy vọng, tin tưởng vui mừng. Chắc chắn sau này, tất cả chúng con sẽ được đoàn tụ trong nước Chúa cùng với cụ Phêrô, người thân yêu của chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời con như châm hương, hãy lên tới thiên đường. Hãy lên tới thiên đường, cho lòng linh anh nhiệm màu. Lên tới thiên đường nhiệm màu, thiên thà là như cánh vàng kêu xuống. Chúa ơi, lòng con chân thành dân, vinh quang Chúa muôn vàng, không gian mấy tơ vàng, đầy cao siêu lễ tôn thờ. Con khấn xin người thương tình, khấn cầu là Chúa hãy dù thương, hát muôn hồng ân. Chúa ơi, bên vực con luôn, khỏi những quân gian thù, ngày đêm suốt đời con. Cánh tay con này vươn cao như đất trong mưa đào, hồn con mong Chúa dương bao. Làm dân Đức Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho liêm. Vì người rất nhân lành, hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi. Kẻ làm dân người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Phêrô được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin đỡ lấy linh hồn Phêrô cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúa con làm người, bàn tay cha nâng đỡ chờ che. Cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi. Cho con thắm đồ cười, cho con lỡ
cha. Uống nước nhớ nguồn, người ơi xin đừng quên nghĩa ơn. Bay cao đến tận trời, vinh quang lúc thành tài. Xin người hãy nhớ những công ơn, xin thành nuôi dưỡng của mẹ cha. Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho cha mẹ của con được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ cho niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Quý vị nhà héo, hôm nay chúng tôi là những học sinh cùng học cùng bồng môn với chị Dung ở đây đến trước linh cữu của cụ ông Phêrô và cầu xin Chúa nhân từ tha thứ những phần phạt cho ông để sớm ông sớm được lên chốn thiên nhang của Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. Bước về nhà cha.
cho bà có bà thân thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Thưa tam quyến, quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay ta quy tụ nơi đây cầu nguyện cho ông Pedro, Chúa đưa vào trong nhà của người. Và những gì còn thiếu sót, xin chúng ta ơn lành tha thứ cho ông và cho chúng ta một niềm an ủi để chúng ta tin rằng Chúa cũng ban sự sống cho chúng ta và Chúa cũng giữ gìn cho sự sống của chúng ta. Để lễ dân của chúng ta được dâng lên đẹp lòng, chúng ta xin Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta. Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi là phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời Hồng Chính, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước Tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Đức Chúa toàn năng đứng cho tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã dùng mầu nhiệm thánh giá để củng cố cho chúng con và mầu nhiệm phục sinh của con Chúa để ghi dấu nơi chúng con. Xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là ông Pedro, sau khi thoát khỏi mọi xiềng xích tội lỗi, được gia nhập cùng cộng đoàn với người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa con hàng sông hàng kinh cùng Chúa hiệp nhau với Chúa Thánh Thần đến muôn thua muôn đời. Amen. Tuổi già đáng kính trọng, không phải vì sống lâu, cũng không phải vì nhiều tuổi. Thật vậy, sự hiểu biết của con người thay cho đầu bạc và đời sống trong sạch thế cho tuổi già. Người làm đẹp lòng Chúa, Chúa yêu mến, và vì sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Chúa đưa đi. Người ấy được cách ly kẻo sự gian tà làm hư hỏng trí tuệ, hoặc sự dối trá lừa phỉnh tâm hồn vì sự quyến rũ của thú vui phù phiếm che khuất điều thiện và cơn lốc dục vọng làm điên đảo tâm hồn chính trực. Người tiến đến mức hoàn thiện trong thời gian ngắn, khác nào đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp. Linh hồn người ấy đẹp lòng Chúa, nên Chúa vội đưa người ấy ra khỏi chỗ gian tà. Dân chúng nhìn thấy mà không hiểu cũng chẳng miễn ra rằng Chúa ban ân sủng và tình thương cho những người Chúa chọn và viếng thăm các thánh của Ngài. Đó là lời Chúa. Lời Chúa. Chúa. Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh trì, người đã dẫn tôi về đến dòng suối mang. Chúa chẳng nuôi tôi mà thiếu gì thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi. Chúa bảo
chi ai. Chân tôi còn còn tiêu gì tiêu gì? Chúa bảo vệ tôi còn mà chờ chi ai? Alleluia, Alleluia. Chúa ban ta là sự sống lại, ta là sự sống. Hãy tin ta sẽ không chết. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con hãy tin vào Thiên Chúa, hãy tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con cũng biết đường rồi. Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa tăng quyến, cùng thưa bà và anh chị em thân mến, khi được tin ông Phêrô ra đi thì tôi cũng nhớ đến nhiều kỷ niệm về ông, những khi ông nằm bệnh và cả những lúc khi còn khỏe, thường hay chống cây gậy đi đến nhà thờ, ngồi ở một chỗ mà tôi cũng thường hay nhìn tới để xem ông có đi lễ thường xuyên không. Thông thường chúng ta thấy nếu để ý một chút, ở mỗi chỗ trong thánh đường đều có một chỗ của những người thường xuyên đi lễ ngồi ở đó. Khi nhìn vào chỗ trống thấy không còn người đó ở đó nữa, cũng nghĩ tới hoặc là bệnh hoặc là đã ra đi, nhớ về người quá cố như là một chỗ ngồi ở đâu trong nhà thờ, vẫn nghe thấy hình bóng của một người ấy đang hiện diện. Nếu chúng ta nhìn vào trong thánh đường từng chỗ ngồi như vậy, chúng ta cũng lại thấy chỗ ngồi ở trong cung điện nhà Chúa. Bởi vì cái lịch sự sao chuyến của các môn đệ cũng hỏi Chúa: Thầy đi làm sao chúng con biết đường đi? Nhà Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Chỗ ở trong thánh đường, đó là một nơi mà chúng ta hằng ao ước, từ nơi dưới thế này mình có thể chiêm ngưỡng được màu nhiệm của nước trời. Giống như ở trong kinh nguyện Chúa Thánh Thể, chúng ta cũng được nghe: khi chúng con được nếm thử bánh bờ trời thì chúng con cũng được hưởng nếm màu nhiệm của nước trời mai sau. Sẽ cho chúng ta một chỗ ở trên trời. Cho nên khi chúng ta tham dự thánh lễ trong chỗ ngồi của mình, chúng ta hướng lòng về Chúa, thì chỗ ngồi ấy chúng ta luôn luôn nhớ rằng cũng chỗ ngồi đó Chúa sẽ dành cho chúng ta một chỗ trên trời. Hình ảnh khi ông tham dự thánh lễ, rồi những khi ông ở trên giường bệnh, thường hàng tháng vẫn đến thăm ông. Ông xưng tội, sốt sắng ước mình Thánh Chúa tốt lành. Hình ảnh của ông cũng ghi nhận nhiều điều tốt đẹp trong đời sống.
một con người đạo đức, một con người luôn luôn lấy Chúa làm gia nghiệp, làm sự sống của mình, thì chắc rằng cái sự sống cũng đã bắt nguồn từ ngay ở trong dưới thế này, để rồi tham dự vào một sự sống mai sau. Khi ta không còn sức khỏe thì Chúa đến với ta, khi chúng ta còn khỏe thì chúng ta đi đến với Chúa. Đó là câu chuyện bình thường của những con người yêu thương nhau, thăm viếng nhau. Đó cũng chuyện là bình thường đối với Chúa. Nếu chúng ta nằm ở đó, Chúa đến với chúng ta, chúng ta đón trước Chúa một cách tốt đẹp, với lòng thanh thản. Đó là niềm vui mà chính Chúa đã tặng ban cho chúng ta. Cho nên trong cuộc đời của ông Phêrô cũng lại ghi thêm một dấu ấn. Đó là chính Chúa đến viếng thăm ông những khi ông nằm bệnh. Những người đánh mất chỗ ấy trong cuộc đời của chúng ta, giữ lấy chỗ ngay ở những trần thế này, giống như chúng ta giữ lấy một chiếc vé để chúng ta vào trong thiên đường. Đó là chiếc vé mà Chúa đã dành cho chúng ta cùng làm mất. Cuộc đời của chúng ta được hiệu phúc, đó là được Chúa ban tặng cho chúng ta một chỗ trong nước của ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho ông Phêrô sau một cuộc hành trình tận thế được thắp, được đến với Chúa trong niềm hân hoan, được Chúa đón nhận với lòng khoan dung tha thứ. Như ông khi còn sống, ông đã được ước xin Chúa cũng thứ tha cho ông. Thì giờ đây, xin Chúa cũng lấy lòng chân thành và ban ơn lành cho ông và cho gia quyến của chúng ta, cho tất cả mọi người trong họ. Chúng ta được sống trong ân tình của Thiên Chúa, được lấy giữ chiếc vé cuộc đời của mình để đi vào trong nước lời mai sau. Xin Chúa giữ gìn chúng con và xin Chúa ban phước lành cho ông Phêrô và chúng con trong thánh lễ tội lỗi của mình. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm nghi tế, để cho niềm vui trong Chúa muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là phát triển được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa làm hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa, làm mới cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lời chúng con dâng lên Chúa lễ vật này, khẩn khoản này ban lòng nhân từ của Chúa ban cho ông Phêrô, là kẻ đã không hoài nghi con Chúa là đấng đã giàu lòng xót thương, ban cho người nhận ra đầy lòng thương xót của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con được sinh ra bởi quyền năng của Chúa, cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với triều thần Thiên Quốc, chúng con ca ngợi Chúa muôn đời vinh hiển và không ngừng tung hô Ngài. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là ngôi mọi sự thánh thiện. Vì cái từ nguyện độc mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy dành lấy mà ăn. Vì đây là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy dành lấy mà uống. Vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và bổ tội, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Người xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết lại xin Chúa cho chúng con khi thấp phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một giờ cho thánh thần. Chúng con dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho ông Phêrô mà Chúa mới gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Nhờ biết đức thánh tại người tín hữu này đã cùng chết với Đức Kitô, xin cho được cùng sống lại với người. Xin nhờ người với người và trong người mà danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa Cung Tế và theo lời người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con. Của Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Chúc bình an của Chúa cho nhỏ. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, Thiên Chúa, đấng xa tội trần gian, phúc cho được mời đến thiên chúa Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự đạo nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa, được cử hành bí tích ban sự sống bồi dưỡng, chúng con nài xin Chúa cho linh hồn ông Phêrô đã được Chúa cho tham dự vào giao ước của Chúa, khi được tẩy sạch quyền năng của bí tích này, muôn đời được hưởng bình an của Đức Kitô, người hằng sống và hiên chi muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho chị em. Amen. Đang lễ đã xong, chúng ta chia ra về bình an. Amen.
phải đi. Con lớn trong lời ca. Trên đó xuống muôn nhà. Giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn xin trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao bên đám ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Hồng kính cha chánh xứ Du Xe, kính thưa quý vị hội đồng mục vụ, kính thưa các hội đoàn thể cùng cộng đồng giáo dân giáo xứ Tân Hòa. Trước hết con xin phép được thay mặt cho bố con là linh hồn Pedro có đôi lời xin cảm tạ ơn cha vì đã yêu ái đến với gia đình chúng con và hiệp thông nhân thánh lễ cầu nguyện tiến đưa linh hồn Pedro về với Chúa. Sự có mặt của cha tối nay là niềm vinh dự cho đại gia đình chúng con và đã làm cho anh chị em và con cháu chúng con vơi đi nỗi buồn đau xót vì đã mất đi một người bố, một người ông. Thưa cha, trước đó lúc bố con còn tỉnh táo, người thường tâm sự với con và ao ước rằng làm sao lúc bố lâm chung muốn được cha Giuse lo liệu cho bố con về phần hồn cũng như phần xác. Thật là thánh ý Chúa ban, nay được cha không quản ngại về đây dâng thánh lễ tại tư gia thì con nghĩ là bố con đã mãn nguyện lắm rồi. Một lần nữa con xin cảm tạ ơn cha và xin kính chúc cha luôn được bình an và khỏe mạnh. Nguyện xin thánh cả Giuse và mẹ Maria ban muôn ơn phước lành đến với cha. Kính thưa quý hội đồng mục vụ, các đoàn thể cộng đồng cùng cộng đồng giáo dân đã không quản ngại và bớt chút thời giờ có mặt tối nay cùng với gia đình chúng tôi để hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho linh hồn Pedro. Tôi xin kính chúc tất cả mọi người luôn có một cuộc sống thật hạnh phúc và tình yêu thương của mẹ Maria ban cho. Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sai sót, xin mọi người cũng niệm tình thứ lỗi cho đại gia đình nhà Hiếu, xin kính và đồng bái tạ. Thưa chị chớ bỏ lời chung con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn đức nữ đồng chuyên hiển vinh sang lang. Lạy ra tanh trai tìm Đức Chúa Giêsu, lạy trai tìm cực thanh cực tinh ra tanh Đức Bà Maria, lạy ông thanh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, nữ vương ban sự bằng an. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, lạy thánh Martino, lạy thánh Phêrô bốn má, Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Phêrô. Xin anh cha và con và thánh thần. Amen. Con nhớ cây ai cha
cha đã ra đi khuất bóng bên kia rồi. Nơi Thiên Chúa cha có biết con thật buồn tênh. Hằng ngày dâng lên cha nén hương trên bàn thờ để cầu xin cha thương truyền ơn Chúa xuống trên muôn cho cha mẹ của con suốt đời hạnh phúc. Ngàn hy sinh cho đám con thơ bao khổ nhọc cuộc sống trần gian. Xin cho cha mẹ của con mãi gần bên Chúa, dù có sông gửi thác về Chúa vẫn yêu thương ban cho hồng ân phúc thiên đường. Lời dạy con thơ bao năm vẫn nhớ, kính Chúa yêu người dù có khó khăn. Lòng con xin ghi mẹ cha hạnh phúc của bao trái tim người con nhớ mẹ thương cha. Còn trẻ thơ chưa biết suy tư nhớ tưởng về đã mất mẹ cha. Con xin khắc ghi niềm tin dưới luật yêu thương, mong ước cho cha với mẹ mãi mãi theo con bước chân trần gian đến quê trời. Lời dạy con thơ bao năm vẫn nhớ, kính Chúa yêu người dù có khó khăn. Lòng con xin ghi mẹ cha hạnh phúc của cho cha mẹ của con suốt đời hạnh phúc. Ngàn hy sinh cho đám con thơ bao khổ nhọc cuộc sống trần gian. Xin cho cha mẹ của con mãi gần bên Chúa, dù có sông gửi thác về Chúa vẫn yêu thương ban cho hồng ân phúc thiên đường. Lời dạy con thơ bao năm vẫn nhớ.
nay anh em chúng con quỳ trước mặt bố, là nhìn bố một lần xót. Chúng con như ở đây, những ngày đầu, con lớn lên, rồi các rồi, em, bố mẹ đã bao nhiêu cực khổ, lo lắng cho chúng con. Đến nay chúng con đã trưởng thành, thức tâm suy xét, chúng con thế này thiếu thốn hồn phận của chúng con với cha mẹ thật nhiều. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng biển, con cái nuôi cha mẹ, con tính từng ngày chờ đây muốn báo đáp cho cha mẹ. Chúng con giờ chỉ biết quỳ trước linh cữu của bố, xin bố tha thứ những cái lỗi lầm của chúng con. Và chú, bố về với chú, bố cầu xin chú cho gia đình chúng con, anh em được vợ con, gia đình được bình an. Theo ý chú, một lần nữa anh em chúng con cúi đầu lạy bố. Con, chúng con có lỗi, xin bố tha thứ cho chúng con. Tất cả mọi người cũng đã hợp ý để làm giờ tiễn biệt để đưa ông ra thánh đường dự thánh lễ cuối cùng. Nguyện lên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Anh chị em thân mến, lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô cho chúng ta biết rằng nếu thân xác là ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, một khi bị phá hủy đi, thì theo Thánh ý Thiên Chúa, chúng ta vẫn có một nơi ở trên trời, không phải do tay người thế làm ra, nhưng do Thiên Chúa. Đó là ngôi nhà vĩnh cửu mà chúng ta ai nấy cũng sẽ trở về trong bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Lạy Chúa, đã đến lúc ông Phêrô từ giã căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh chiều bên của ông Phêrô. Xin đừng để chúng con như những người ngậm đắng nuốt cay vì mất mát, hay như những kẻ chỉ nuôi tiếc chuyện xa xưa. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con trong cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng lang. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Xin đến Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cha tôi lìa xa tôi, bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời.
Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen, con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Bỗng một ngày trông trong vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi dòng lệ tuôn mãi không. Cha thật rồi, cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời. Nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh điệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi. Tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Thank you.
Lạy Chúa, khi kết thúc cuộc sống hiện tại để mở đường dẫn vào con trường sinh, chúng con khẩn khoản đại xin Chúa về lòng thương xót truyền cho tên của tôi Chúa là ông Phêrô được ghi vào sổ đằng sông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sông và hiệp trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Ở trong tay Chúa và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới Ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các Ngài đã chết, và việc các Ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các Ngài đi xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các Ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các Ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các Ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sự phạt chủ định, các Ngài sẽ được hưởng muôn vàn hạnh phúc, vì Chúa đã thử thách các Ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các Ngài như của lễ toàn thiêu. Đó là lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Tôi có bao nhiêu gì, Chúa bảo vệ tôi. Lẽ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Người đã dẫn tôi đi trên đồng cỏ xanh. Phạm tội, phản nghịch.
tập dụng đến con người vì tình yêu không lẽ nào Ngài lại truy dẫn con người khi con người phạm tội, sai con của Ngài là Đức Giêsu đến trần gian để rồi ở với nhân loại, dạy cho nhân loại, mặc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa là người cha đầy lòng thương xót, sống trong sự vân phục, luôn luôn sống trong sự xin vâng và tỉnh thành. Điều này đã thể hiện rõ ràng nơi Đức Giêsu Chúa của chúng ta, và Ngài đã dùng chính cái chết của mình để rồi chết thay cho nhân loại tội lỗi của chúng ta. Hôm nay lời tôi tới được nhân sự giàu cho anh. Tôi luôn ngưỡng vọng và cảm thấy rất là đắc ý với một con người rất là đạo đức. Ông ta là một con người rất là đạo đức, thật sự là như thế. Mặc dù nằm trên đường bệnh, nhưng ông luôn gắn kết, ông luôn thầm thì với người mẹ, đó là Đức Maria. Sẽ không còn gì. Điều quan trọng là phải có một đời sống đạo đức thánh thiện, một đời sống sau này chúng ta sẽ được tưởng danh của Chúa, sống luôn luôn theo giới luật của Chúa, thì có lẽ điều đó sẽ mang lại cho chúng ta bình an. Cái chết của người thân yêu của chúng ta ông Phêrô để lại mẫu gương cho tất cả chúng ta, mọi người phải chết không biết ngày nhưng phải luôn luôn chuẩn bị một hành trang đó là đời sống đạo đức thánh thiện, đặc biệt là luôn luôn biết quan tâm yêu thương, nâng đỡ chia sẻ với những cảnh khốn cùng, những người nghèo chúng ta đang gặp phải, ước gì cuộc đời của bạn phó thác mọi sự cho Chúa, khi ông chết Thiên Chúa sẽ dụ lòng chúng sống và sớm đưa ông về đồng nhan của Chúa. Trong ngày an táng ông Phêrô, chúng con dâng lên Chúa hy lễ đền tội này, để nếu tôi tới Chúa còn vết nhớ tội lỗi nào, hay tình thương nhân loại nào còn in vết, thì xin Chúa lấy lòng từ ai mà tay xoa thứ tha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đã lạy Chúa là Cha chính anh là Thiên Chúa toàn năng hằng hôn. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con luôn luôn hát bài ca chúc tụng Chúa rằng. Thánh là nguồn mọi sự thánh thiện, vì thế con nay xin Chúa dùng ơn thánh thần của thánh hóa của buổi lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Giêsu Kitô Chúa chúng con khi tụng nguyện lập mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói, tất cả các con nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói, tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa trên trời và trên dân Chúa dòng lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Chúa xin nhớ đến hội thánh Chúa đang ở quốc hoàng cầu, để kiện toàn hội thánh trong nước mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco. Đức Tổng xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ông Phêrô mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Và các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc chúng con đến trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hồn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa Thánh Cả Hữu Xe, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lên Chúa cứu thế và theo cái thức người dân chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng ta hãy hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa như cam dù, nhưng được chúng con cha khỏi sự dư. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dư, xin đoán lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Chúa Giêsu Kitô, xin đừng chấp đôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoán thương ban cho hội thánh giáo xứ chúng con được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng nhà. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiêu Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ thành phần. Thiên Chúa toàn năng, chúng con ngài xin Chúa cho tôi tớ Chúa ông Phêrô hôm nay đã lìa cõi thế, khi đã được thanh tẩy nhờ hy lễ này và được giải thoát khỏi tội lỗi, sẽ được hưởng niềm hoan lạc phục sinh. Chúng con cầu được xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ông cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin hãy Chúa toàn năng lại Cha và Con và Thánh Thần và Phúc
lành cho anh chị em. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người anh em chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta gửi lại thân xác người anh em này vào lòng thiêu để được thiêu thánh cho bụi và trở về nguồn gốc của mình là bụi tro. Chúa Kitô là đấng đầu tiên đã từ tổ chức sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác giống hệt của chúng ta đang nhắm thân thể sáng tác của người. Vậy chúng ta sẽ có nhân ông Phêrô của chúng ta trong Chúa để Chúa đón nhận ông và đưa ông vào trong bình an của Ngài và cho thân xác của ông được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin Ta thì sẽ không phải chết cuộc đời. Chúng ta hãy cầu xin trong Phêrô của chúng ta đây. Sau mỗi một câu chúng ta thường xin Chúa nhận lời chúng con. Cha chúng con ở trên trời, Chúa con ở trên trời. Chớ về bụi cho
thương con nên Ngài gọi về với Ngài thôi. Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho. Tôi hân hoan như
một giáo phương hàng hiện tại đứng vui niềm tươi với tôi bằng lời ca hát bàn dân tung hô tôi thật bình phong yêu trong đau thương xe gạt chưa vui mừng thì khóc lóc u sầu sẽ về giữa muôn đời ta thì Chúa thương gọi tôi về một đời ân ngoan như trong một giấc mơ. Chúa Giêsu đã nói, Thầy sẽ không để anh chị em mồ côi, Thầy đến cùng anh em. Thế gian sẽ không còn thấy Thầy ở đây. Ông Phêrô về cùng Chúa Cha sẽ nhờ lửa mà kết hợp với vũ trụ. Chúng ta cùng mặc niệm. Có linh hồn ông Phêrô được an nghỉ ngàn thu và cho ánh sáng vinh quang bất diệt soi chiếu đến muôn đời. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ông Phêrô được an nghỉ ngàn thu. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin chung lối linh hồn Phêrô. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu lối linh hồn Phêrô. Lạy Mẹ xin miền núi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin khoan những biết bao đau thương và ngàn lần gai góc cửa trên con đường. Ôi Mẹ đất nhân từ, Mẹ bên sao đường hôm xưa, đời Mẹ ước thi ở trên núi kia, đâu mà Chúa xin thì Mẹ đứng âu sầu cao trường hiền, là Mẹ chúng con đang xin linh quyền. Thầy Mẹ xin hiền vui chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin qua những nỗi u buồn, vì lời con gieo rắc biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Xin danh Cha và Con và Thánh Thần. Thưa cha chủ, thưa cộng đoàn giáo xứ, thưa bà con thân thuộc, chúng con, gia đình chúng con rất cảm động khi cộng đoàn cha xứ và mọi người đã đến đưa cha ông chúng con đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thì một lần nữa xin ơn trên ban mọi hồng ân cho mọi người, chúng con xin cảm ơn. Giúp linh hồn ông Phêrô nguyện định rồi. Kính thưa Đại Nguyện, thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên Trung tâm Hỏa táng Bình Hương Hòa gửi đến quý Đại Nguyện lời chia buồn sâu sắc nhất. Và xin cảm ơn quý Đại Nguyện đã tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Hỏa táng Bình Hương Hòa cho thân nhân của mình.
cầu cho linh hồn ông Pedro Nguyễn Đình Soi sớm được hưởng thánh nhân Chúa để tỏ lòng thương tiếc người đạo phúc. Trân trọng kính mời gia đình cùng toàn thể các quý vị đến đưa tiễn ông, dành một phút mật niệm bắt đầu. Kết thúc. Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa xin thông báo áo quan của ông Nguyễn Đình Soi sẽ được hỏa táng vào ca 1. Gia đình sẽ nhận hài cốt vào lúc 12 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2023 tại phòng dịch vụ khách hàng. Một lần nữa, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa xin chân thành chia buồn cùng tang quyến. Về quanh đây xin giã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây nát. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải ta. Quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuôi. Vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời. Xin tái ngộ người đã. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải ta. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Quanh đây xin giã từ một lần cuối. Vì quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải ta. Nhớ mãi trong lời cầu kinh.
tình yêu thương.